Hoàng Anh xin kính chào quý vị, rất cảm ơn quý vị và các bạn đến theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt đầu tiên tại Canada. Kính thưa quý vị, trước thềm năm mới xin kính chúc quý vị và gia đình một năm 2023, thịnh vượng, an khang, nhiều tài lộc, luôn bình an, nhiều hạnh phúc và may mắn. Bản tin tối ngày 30 tháng 12 hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tòa án bảo vệ thương mại của Canada phê duyệt thỏa thuận Rogers và Shaw trị giá 20 tỷ đô la. Một số luật và quy tắc mới sẽ có hiệu lực ở Canada vào năm 2023, bao gồm cấm người nước ngoài mua nhà. Giới hạn phí giao hàng vĩnh viễn đầu tiên ở Canada có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 tại tỉnh BC. Cháy nhà ở thành phố Hamilton khiến hai người lớn và hai trẻ em thiệt mạng. Miền Nam Ontario có thể tiết ấm áp hơn bình thường. Trong khi đó, cảnh báo tuyết lở đặc biệt được ban hành cho phần lớn khu vực Rockies của Canada. Hạ viện Mỹ công bố hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Trump. Pháp cấp phiếu mua củi cho người dân. Vương quốc Anh gửi nhầm thông báo mắc ung thư cho bệnh nhân thay vì lời chúc Giáng sinh. Ấn Độ dừng sản xuất siro ho bị nghi ngờ gây tử vong cho trẻ em. Hàn Quốc, lao động người nước ngoài có thể được gia hạn lưu trú lên 10 năm. Vấn đề quan tâm trong bản tin hôm nay, vì sao hàng triệu người rời Mỹ là đất nước của người nhập cư? Cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác và trước khi đi vào bản tin chi tiết, rất mong quý vị ủng hộ cho kênh bằng cách nếu chưa đăng ký kênh, hãy nhấn subscribe và bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin nhanh nhất và mới nhất. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Tòa án Bảo vệ Thương mại của Canada đã phê duyệt giá thầu trị giá 20 tỷ đô la Canada của Rogers Communications Inc. sắp nhập đối thủ Shaw Communications chấm dứt nhiều tháng không chắc chắn về vụ sắp nhập này sẽ tạo ra công ty viễn thông lớn thứ hai của đất nước. Phán quyết vào cuối ngày thứ Năm đã bác bỏ lời biện hộ của Ủy viên Cạnh tranh về việc phản đối việc sắp nhập này, vốn được coi là một trường hợp thử nghiệm về khả năng thúc đẩy cạnh tranh của đất nước trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc hợp nhất trong các lĩnh vực từ viễn thông đến ngân hàng. Các nhà phân tích hiện đang đếm từng ngày trước khi vụ sáp nhập chính thức kết thúc. Rogers, Shaw và Quebec Corps đang chờ sự chấp thuận của Bộ trưởng Công nghiệp François-Philippe Champagne để chuyển giấy phép phổ tầng của Freedom Mobile cho Videotron. Vào tháng 10, Ông Champagne đã ám chỉ ý định chấp thuận việc bán miễn là Videotron nắm giữ tài sản của Freedom Mobile trong ít nhất 10 năm và giữ mức giá tương đương với mức hiện tại ở Quebec là thấp hơn 20% so với ở Ontario và phía Tây Canada. Theo một công ty nghiên cứu viễn thông Phần Lan, thị trường viễn thông tập trung của Canada có hóa đơn không dây, tức là wireless, cao nhất trên thế giới đối với người tiêu dùng. Trong phán quyết vào hôm thứ Năm, tòa án cho biết việc mua lại Freedom Mobile sẽ cho phép Videotron mở rộng các thị trường mới và bảo đảm cạnh tranh mạnh mẽ. Tòa án cho biết việc sắp nhập Rogers Shaw sau khi bán Freedom Mobile sẽ không có khả năng ngăn cản hoặc là làm giảm bớt sự cạnh tranh hoặc dẫn đến giá cao hơn đáng kể hoặc giảm chất lượng dịch vụ. Phản hồi với phán quyết này, Ủy viên cạnh tranh ông Matthew Boswell cho biết Tôi rất thất vọng khi tòa án bác bỏ đơn của chúng tôi để ngăn chặn việc sáp nhập giữa Rogers và Shaw. Ủy viên chống độc quyền vẫn có thể kháng cáo sau khi tòa án nêu chi tiết quyết định của mình trong vài ngày tới. Hai công ty này cho biết họ hiện sẽ làm việc để chính phủ phê duyệt thỏa thuận được công bố vào tháng 3 năm 2021, khi gia đình Shaw có trụ sở tại Alberta quyết định bán công ty cho Rogers với giá là 40,5 đô la Canada mỗi một cổ phiếu cổ phiếu của Shaw đã tăng gần 10% trên sở giao dịch chứng khoán Toronto, trong khi cổ phiếu của Rogers tăng hơn 4%, còn Quebec Core đã tăng 3% vào thứ Sáu. Lệnh cấm của liên bang đối với người nước ngoài mua nhà có hiệu lực vào ngày đầu năm mới. Mặc dù lệnh này nhằm mục đích giải quyết vấn đề về khả năng chi trả, nhưng nhiều người trong ngành bất động sản vẫn hoài nghi về việc liệu điều này có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường hay không. Các nhà phê bình lập luận rằng có nhiều lý do tại sao điều này sẽ không thực sự đẩy giá xuống. Cố vấn bất động sản ông Glenn Felstein với Angel and Volcker ở Vancouver chỉ ra rằng phần lớn các giao dịch liên quan đến người mua địa phương, ví dụ ở tỉnh BC vào năm ngoái chỉ có 1,1% các giao dịch liên quan đến người mua nước ngoài theo thống kê của chính phủ. Sau đó có những miễn trừ đáng kể trong phương pháp này, ví dụ như người lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế, lãi suất vốn đã tăng trong năm nay có nhiều khả năng đẩy giá xuống hơn là một chính sách như thế này. Sau đây là một số luật và quy tắc mới sẽ có hiệu lực ở Canada vào năm 2023. Từ việc tăng lương tối thiểu ở một số tỉnh đến việc Canada cấm người nước ngoài mua bất động sản, năm mới sẽ mở ra một số quy định và luật mới. Những thay đổi có hiệu lực vào năm 2023 cũng bao gồm các khoản khấu trừ lương cao hơn cho người lao động Canada, áp dụng định giá carbon liên bang ở ba tỉnh Đại Tây Dương và quyền hạn kê đơn thuốc mới cho dược sĩ ở tỉnh bang Ontario. Dưới đây là một số luật và quy tắc mới mà bạn cần biết. Các khoản khấu trừ lương cao hơn Các khoản đóng góp cho chương trình hưu trí Canada CPP và phí bảo hiểm việc làm EI sẽ tăng vào năm 2023, đồng nghĩa với việc người lao động Canada sẽ nhận được ít tiền lương hơn. Tỷ lệ đóng góp CPP của người lao động và người sử dụng lao động sẽ tăng lên 5,95% vào năm 2023 từ mức 5,70% vào năm 2022. Cơ quan doanh thu Canada đã công bố vào tháng 11 Điều đó có nghĩa là khoản đóng góp tối đa của nhân viên vào kế hoạch hưu trí CPP cho năm 2023 sẽ là 3.754,45 đô la, tăng từ mức 3.499,80 đô la vào năm 2020. Trong một thông cáo riêng, chính phủ liên bang cho biết những thay đổi về tỷ lệ bảo hiểm việc làm sẽ dẫn đến việc người lao động phải trả phí bảo hiểm EI hàng năm tối đa là 1.002,45 đô la vào năm 2023, so với 952,74 đô la vào năm 2022. Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Canada cho biết khoản đóng góp CPP và EI tăng, có nghĩa là mọi công nhân Canada sẽ thấy thu nhập mang về nhà hàng năm ít hơn, tới 305 đô la vào năm tới. Hai năm cấm người nước ngoài mua nhà, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, các doanh nghiệp thương mại và người nước ngoài sẽ bị cấm mua bất động sản, nhà ở tại Canada trong hai năm, Quốc hội đã thông qua lệnh cấm vào mùa hè năm ngoái trong nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu nhà ở và các vấn đề về khả năng chi trả, nhưng nhiều người sẽ được miễn trừ khỏi quy định mới này, bao gồm những người có giấy phép lao động tạm thời, người xin tị nạn và sinh viên quốc tế đáp ứng các tiêu chí nhất định. Tăng giá carbon liên bang, giá carbon của chính phủ liên bang dự kiến sẽ tăng từ 50 đô la một tấn lên 65 đô la một tấn vào ngày 1 tháng 4 năm 2023. Liên đoàn người nộp thuế Canada cho biết Điều đó sẽ tăng mức giá carbon 11,05 cent mỗi một lít hiện tại, lên 14,31 cent mỗi một lít khí đốt. Điều này gây tốn kém hơn cho mỗi gia đình khoảng 10,88 đô la mỗi khi họ đổ xăng cho chiếc minivan của mình. Các quy định về nhiên liệu sạch sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2023, dự kiến sẽ làm tăng giá xăng. Những quy định đó sẽ yêu cầu các nhà sản xuất và nhập khẩu xăng và dầu diesel giảm cường độ carbon trong nhiên liệu của họ mức tăng giới hạn TFSC hàng năm đầu tiên kể từ năm 2019. Nếu bạn dự định đóng góp vào tài khoản tiết kiệm miễn thuế của mình hoặc mở tài khoản TFSA lần đầu tiên, giới hạn hàng năm cho năm 2023 sẽ là 6.500 đô la, tăng 500 đô la so với năm trước. Luật mới ảnh hưởng đến nhiệm vụ của bồi thẩm đoàn Kể từ giữa tháng 1 năm 2023, những người Canada phải đối mặt với những thách thức về sức khỏe tâm thần do hoàn thành nhiệm vụ bồi thẩm đoàn của họ, chẳng hạn như là nhìn thấy bằng chứng đáng lo ngại trong các phiên tòa, sẽ được phép thảo luận về công việc bồi thẩm đoàn của họ với một chuyên gia sức khỏe tâm thần, thảo luận về thông tin xác xử thường bị cấm, nhưng việc thông qua dự luật S-206 tạo ra sự miễn trừ cho các bồi thẩm viên cần tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp. Một phần riêng của luật liên bang sẽ cho phép lựa chọn bồi thẩm đoàn được thực hiện thông qua hội nghị truyền hình kể từ ngày 14 tháng 1. Trong số những thay đổi khác đối với hệ thống tư pháp hình sự nhằm hợp lý hóa quy trình. Quy định mới về điều khiển xe tải và xe bus kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, xe tải và xe bus di chuyển giữa các tỉnh và vùng lãnh thổ phải có thiết bị điện tử ghi lại số giờ người lái xe đã sử dụng trên đường thay vì dựa vào sổ nhật ký giấy. Tại tỉnh bang British Columbia, Quy tắc thời gian bảo vệ người mua nhà mới Chính quyền tỉnh cho biết kể từ ngày 3 tháng 1 năm 2023 sẽ có thời hạn bảo vệ người tiêu dùng bắt buộc trong 3 ngày đối với các giao dịch mua bất động sản nhằm tạo cơ hội cho người mua nhà bảo đảm tài chính và sắp xếp việc kiểm tra nhà, yêu cầu về độ tuổi tối thiểu đối với công việc nguy hiểm. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, chính phủ tỉnh BC sẽ thực thi các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu đối với các công việc được coi là quá nguy hiểm đối với nhân viên trẻ. Ví dụ, độ tuổi tối thiểu để làm việc trong ngành xây dựng sẽ là 16 tuổi và độ tuổi tối thiểu để vận hành cưa máy tại công trường sẽ là 18. Tỉnh Alberta, các biện pháp giảm lạm phát là một phần trong nỗ lực giảm lạm phát, chính quyền tỉnh sẽ triển khai các khoản thanh toán phù hợp với khả năng chi trả vào năm 2023 cho những người đủ điều kiện. Ví dụ, người cao niên có thu nhập hộ gia đình hàng năm dưới 180.000 đô la có thể đăng ký để nhận 6 khoản thanh toán hàng tháng là 100 đô la với tổng số tiền là 600 đô la. Tương tự, các gia đình có thu nhập hộ gia đình hàng năm dưới mức 180.000 đô la có thể đăng ký để nhận tổng cộng 600 đô la cho mỗi trẻ em phụ thuộc dưới 18 tuổi. Chính quyền tỉnh bang cũng đang điều chỉnh mức thuế thu nhập cá nhân theo lạm phát và cho biết nhiều người dân Alberta sẽ thấy lợi ích của việc đó trong lần nhận lương đầu tiên của họ vào năm 2023. Giảm thuế nhiên liệu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 7 năm 2023, Alberta sẽ giảm thuế nhiên liệu cấp tỉnh, khiến việc đổ đầy bình xăng trở nên rẻ hơn. Việc thu thuế 13 cent mỗi một lít trước đây đã bị tạm dừng để giúp người dân Alberta đối phó với chi phí sinh hoạt tăng cao, nhưng sau đó đã được khôi phục. Tỉnh Manitoba tăng lương tối thiểu Mức lương tối thiểu của tỉnh dự kiến sẽ tăng 65 cent vào ngày 1 tháng 4 năm 2023 lên 14,15 đô la một giờ. Chính phủ cũng cho biết họ có kế hoạch tăng thêm tiền lương lên khoảng 15 đô la trước ngày 1 tháng 10 năm 2023. Chương trình hỗ trợ thu nhập cho người khuyết tật mới vào giữa tháng 12, chính quyền tỉnh đã công bố một chương trình hỗ trợ thu nhập cho người khuyết tật mới mà họ cho biết sẽ cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn cho những người Manitoba sống với tình trạng khuyết tật nặng và kéo dài. Chương trình này sẽ được triển khai theo hai giai đoạn với giai đoạn đầu tiên bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tại tỉnh bang Saskatchewan, Tăng lương tối thiểu vào ngày 1 tháng 10 năm 2023, mức lương tối thiểu của tỉnh sẽ tăng thêm 1 đô la lên 14 đô la một giờ. Trường học trực tuyến tập trung mới. Đối với năm học 2023-2024, chính phủ tỉnh bang Saskatchewan sẽ giới thiệu một hệ thống học trực tuyến tập trung. Theo đó sẽ cung cấp các lớp mẫu giáo đến lớp 12 cho bất kỳ học sinh nào của Saskatchewan lựa chọn học trực tuyến bất kể họ sống ở đâu. Tỉnh bang Ontario tiếp cận dễ dàng hơn với một số loại thuốc kể từ ngày 1 tháng 1 các dược sĩ ở tỉnh bang Ontario sẽ có quyền kê đơn thuốc cho 13 loại bệnh thông thường mà bệnh nhân không cần phải đến gặp bác sĩ 13 căn bệnh đó bao gồm sốt dị ứng tư miệng viêm da đau mắt đỏ đau bụng kinh trong ngược axit lở loét và nhiễm trùng đường tiết niệu thay đổi chương trình thuốc của tỉnh bang Ontario bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2023 tỉnh bang sẽ bắt đầu chuyển đổi người cao tuổi và những người đang hưởng trợ cấp xã hội sang các loại thuốc theo toa gốc rẻ hơn được bảo hiểm bởi chương trình phúc lợi thuốc của tỉnh bang Ontario ODP. Chính quyền tỉnh cho biết một số loại thuốc được ODP chi trả sẽ được chuyển sang các phiên bản thuốc tương tự. Được Bộ Y tế Canada phê duyệt, sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp để cho phép những người nhận ODP thảo luận về những thay đổi với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ. Naloxone được yêu cầu bắt buộc ở một số nơi làm việc. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2023, những nơi làm việc ở tỉnh bang Ontario được coi là có nguy cơ, nhân viên chứng kiến hoặc là trải qua quá liều opioid sẽ phải có bộ dụng cụ Naloxone tại chỗ. Naloxone là một loại thuốc được sử dụng rộng rãi để đảo ngược quá liều opioid. Tại tỉnh Quebec, thay đổi luật riêng tư Luật 25 của Quebec sẽ mang lại một số thay đổi đối với luật về quyền riêng tư của tỉnh vào năm 2023, bao gồm các quy tắc mới về cách thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng và quyền của các cá nhân được hủy lập chỉ một tên và thông tin trực tuyến trong một số trường hợp nhất định. Không còn giấy phép làm việc cho một số sinh viên quốc tế. Đối với sinh viên quốc tế bắt đầu chương trình học tại Quebec kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp sẽ chỉ được cấp cho những người tốt nghiệp chương trình được chính phủ trợ cấp, loại trừ những người tốt nghiệp từ các trường cao đẳng tư thục không được trợ cấp. Tại tỉnh New Brunswick, cải cách sâu rộng quản trị thành phố, một kế hoạch cải cách quy mô lớn của thành phố sẽ giảm số lượng chính quyền địa phương ở New Brunswick từ 104 xuống còn 78 và hợp nhất nhiều khu dịch vụ địa phương thành 12 quận nông thôn mới cùng với những thay đổi khác. Tỉnh cho biết những thay đổi này sẽ dẫn đến sự đại diện tốt hơn cho địa phương và cơ cấu thuế thành phố công bằng hơn. Thay đổi cách trẻ học tiếng Pháp ở trường Vào tháng 9 năm 2023, tỉnh có kế hoạch giới thiệu một chương trình dạy tiếng Pháp mới gây tranh cãi nhằm cắt giảm thời gian học tiếng Pháp của học sinh tiểu học. Tại tỉnh bang Nova Scotia, tăng lương tối thiểu vào ngày 1 tháng 4 năm 2023, mức lương tối thiểu của tỉnh sẽ tăng thêm 70 cent lên 14,30 đô la một giờ sẽ tăng lên 14,65 đô la mỗi giờ vào ngày 1 tháng 10 năm 2023. Sự xuất hiện của định giá Carbon, Nova Scotia và hai tỉnh Đại Tây Dương khác sẽ áp đặt giá Carbon liên bang kể từ ngày 1 tháng 7, sau khi kế hoạch định giá mà họ đệ trình bị chính phủ liên bang từ chối. Bộ trưởng Môi trường liên bang Stephen Gilbert cho biết các hộ gia đình ở Nova Scotia sẽ nhận được khoản giảm giá Carbon là 248 đô la cứ sau 3 tháng. Quy định mới về cho thuê ngắn hạn, kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, tất cả các dịch vụ cho thuê ngắn hạn trong tỉnh, bao gồm cả những dịch vụ cho thuê ngoài nhà riêng, sẽ phải đăng ký hàng năm với cơ quan đăng ký nhà ở du lịch và cần cung cấp mã số giấy đăng ký của họ trên nền tảng đặt phòng trực tuyến. Tại tỉnh Prince Edward Island, tăng lương tối thiểu vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, mức lương tối thiểu của tỉnh sẽ tăng 80 cent lên 14,50 đô la một giờ. Một lần tăng khác vào ngày 1 tháng 10 năm 2023 sẽ đưa nó lên 15 đô la một giờ. Sự xuất hiện của định giá carbon, PEI sẽ nằm trong số các tỉnh Đại Tây Dương áp dụng giá carbon liên bang kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Khoản thanh toán giảm giá cho các hộ gia đình PEI sẽ lên tới 240 đô la cứ sau 3 tháng. Thay đổi miễn thuế thu nhập cơ bản kể từ tháng 1 năm 2023, mức miễn thuế thu nhập cá nhân của tỉnh sẽ tăng thêm 750 đô la lên mức 12.000 đô la là một biện pháp mà chính phủ cho biết là nhằm cho phép cư dân giữ nhiều tiền hơn trong túi của họ. Tại tỉnh Newfoundland, tăng lương tối thiểu vào ngày 1 tháng 4 năm 2023, mức lương tối thiểu của tỉnh sẽ tăng lên 14,50 mỗi một giờ. Tăng lên 15 đô la mỗi giờ vào ngày 1 tháng 10 năm 2023. Sự xuất hiện của định giá carbon, định giá carbon liên bang sẽ được áp dụng cho tỉnh kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Các hộ gia đình ở Newfoundland sẽ nhận được khoản giảm giá carbon là 328 đô la cứ sau 3 tháng. Các chủ nhà hàng ở tỉnh bang British Columbia sẽ sớm chắc chắn hơn về chi phí kinh doanh của họ khi hợp tác với các công ty giao đồ ăn. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, mức trần phí giao hàng đầu tiên của Canada đối với các nhà hàng từ các công ty như là DoorDash và Uber Eats sẽ có hiệu lực. Đạo luật về phí dịch vụ giao đồ ăn đã được thông qua vào đầu tháng 11 như một phản ứng đối với việc các công ty giao hàng tính phí tới 30% giá trị đơn hàng trong thời kỳ đại dịch. Các tài xế cũng được bảo vệ trong đạo luật mới vì các công ty giao hàng bị cấm tính thêm chi phí cho các tài xế. Chính phủ tỉnh BC cũng đã thực hiện một số thay đổi khác để hỗ trợ ngành như là các quán bar và nhà điều hành du lịch có giấy phép bán rượu có thể vĩnh viễn mua bia, rượu vang và rượu mạnh với giá bán sỉ, tăng khả năng tiếp cận thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp nhỏ bằng cách tăng mức trần từ 15 triệu đô la lên 50 triệu đô la vốn chịu thuế. Pháo hoa đêm giao thừa dự kiến sẽ quay trở lại quảng trường Sir Winston Churchill của Edmonton vào cuối tuần này. Lần đầu tiên kể từ năm 2016, màn bắn pháo hoa sẽ thắp sáng bầu trời trên các kim tự tháp của tòa thị chính. Trước buổi biểu diễn kéo dài 12 phút, Sissy Thiessen Cotonayu sẽ tổ chức tất cả các hoạt động giải trí cho đêm, trong đó có màn trình diễn âm nhạc của các ca sĩ Anishinaabe, Mettis Fittler, Colton Bear từ Bear Country Band và Mela Frick. Mọi người muốn đi xuống quảng trường cũng được khuyến khích mang theo một số giày trượt và tận hưởng sân trượt băng City Hall Plaza sẽ mở cửa từ 6 giờ chiều đến nửa đêm. Các nghệ sĩ Canada khác bao gồm Ken Hack và Dylan Toymaker sẽ có mặt khắp quảng trường. Cuối cùng là thị trưởng của Edmonton là Amajit Sohi sẽ có mặt tại quảng trường để tham gia đếm ngược đến năm 2023. Thưa quý vị, một tai nạn rất thương tâm. Cháy nhà ở Hamilton khiến hai người lớn và hai trẻ em đã thiệt mạng. Sau vụ hỏa hoạn ở mức báo động 3 vào đêm khuya thứ năm ở Hamilton, Sở cứu hỏa thành phố Hamilton cho biết họ đã nhận được nhiều cuộc gọi ngay sau 11 giờ tối vì một vụ cháy công trình tại 14 phố Derby gần đại lộ Upper Gate và đường Rymo. Hai người lớn và hai trẻ em chết trong bệnh viện sau khi lính cứu hỏa tìm thấy họ ở tầng 2 của ngôi nhà townhouse đang cháy. Cảnh sát Hamilton cho biết tổng cộng 6 người đã được tìm thấy và được chuyển đến bệnh viện, nơi hai người lớn và hai trẻ em được tuyên bố là tử vong. Hai người còn lại vẫn trong tình trạng ổn định. Cảnh sát cứu hỏa Ontario sẽ tiến hành điều tra vụ hỏa hoạn, đồng thời cho biết các nhà điều tra đang trong quá trình thông báo cho gia đình và người thân về sự kiện bi thảm này. Chi phí thiệt hại của vụ cháy cùng với nguyên nhân vẫn chưa được biết vào thời điểm này. Thành phố Mississauga đang tiến gần hơn đến kế hoạch lắp đặt 22 camera bắn tốc độ trên toàn thành phố. Các camera thực thi tốc độ tự động lần đầu tiên được thiết lập tại khu an toàn cộng đồng ở Milton và Erin Mills. Vào đầu tháng 7 năm 2021, các camera radar hình ảnh được dùng để theo dõi và phạt những người chạy quá tốc độ trong khu vực an toàn cộng đồng, gần trường học và các điểm nóng chạy quá tốc độ trên toàn thành phố. Theo quy định của tỉnh bang Ontario, các camera chỉ có thể được lắp đặt ở các khu vực an toàn cộng đồng nơi giới hạn tốc độ dưới 80 km/h. Sau khi các camera thực thi tốc độ tự động chụp được hình ảnh phương tiện vượt quá tốc độ, hình ảnh được lưu trữ và gửi đến trung tâm xử lý. Hình ảnh được nhân viên xử lý tội phạm cấp tỉnh xem xét trước khi giấy phạt được gửi đến chủ sở hữu biển số đã đăng ký. Mức phạt chạy quá tốc độ phụ thuộc vào tốc độ chạy quá tốc độ cho phép. Vào tháng 1 năm nay, chỉ có 9 camera hoạt động. Tính đến hôm nay 30 tháng 12, có 18 camera tích cực theo dõi những người chạy quá tốc độ và 23 địa điểm được lên kế hoạch trong tương lai trên bản đồ của thành phố Mississauga. Thưa quý vị, sau trận bão tuyết lớn vừa qua, các nhà khí tượng học cho biết, nhiệt độ kỷ lục đang được cảm nhận trên khắp miền Nam tỉnh bang Ontario vào thứ Sáu và kiểu thời tiết ấm hơn bình thường dự kiến sẽ tiếp tục trong ít nhất là tuần đầu tiên của tháng Giêng. Trong số các thành phố có nhiệt độ cao kỷ lục mới là London, Hamilton, Toronto và Ottawa. Toronto đã đánh bại kỷ lục cũ 10,2 độ C được thiết lập cách đây 3 năm. Tuy nhiên, nhiệt độ ấm áp sẽ không kéo dài và có nhiều dấu hiệu cho thấy thời tiết lạnh hơn và nhiều tuyết hơn sẽ quay trở lại, mặc dù phải đến nửa cuối tháng Giêng. Đây cũng là một tin lạc quan đúng không quý vị? Để chúng ta có thể tổ chức đón mừng năm mới, chúng ta có thể di chuyển dễ dàng hơn. Sau trận bão tuyết lớn mới đây, trong khi đó, thì cảnh báo tuyết lở đặc biệt được ban hành cho phần lớn khu vực Rockies của Canada. Avalanche Canada đã ban hành một cảnh báo tuyết lở đặc biệt cho phần lớn khu vực Rockies của Canada ở Alberta và tỉnh bang BC. Cảnh báo lần đầu tiên được đưa ra vào đầu tuần này bao gồm các công viên quốc gia dãy núi Columbia, Glacier và núi Revelstoke của tỉnh BC, cũng như là Northern Rockies. Kể từ thứ năm, cảnh báo đã được mở rộng đến các công viên quốc gia Banff, Yoho, Kootenay và Jasper. Cảnh báo kéo dài từ ranh giới phía nam của khu bảo tồn hoang dã Purcell và công viên tỉnh Kukani và Valhalla đến hồ Williston ở phía bắc đèo Thông và Mackenzie và cũng có hiệu lực đến thứ hai ngày 2 tháng Giêng. Tuyết rơi gần đây và nhiệt độ ấm lên sau khi bắt đầu mùa đông lạnh và khô tạo ra lớp băng tuyết không ổn định có thể dẫn đến tuyết lở tự nhiên và do con người gây ra. Thành phố Montreal chuẩn bị chào đón đội bóng rổ chuyên nghiệp thứ hai chỉ sau hơn một năm, khiến một số người phấn khích về những cơ hội mà đội bóng này có thể mang lại, nhưng những người khác hoài nghi về tuổi thọ của hai đội chuyên nghiệp trong thành phố. Đội mới được công bố là The Montreal Tundra sẽ trở thành đội Canada đầu tiên tham gia giải bóng rổ TBL. Được huấn luyện bởi biểu tượng bóng rổ Quebec Equal Regime, đội sẽ chỉ có các cầu thủ đến từ Montreal và Quebec tham gia danh sách. Và đó chính xác là những gì đội hy vọng sẽ làm được với bốn cầu thủ hiện đang thi đấu tại NBA đến từ Quebec. Đội Montreal Tundra dự kiến sẽ chơi mùa đầu tiên vào tháng 3 với giá vé bắt đầu từ 20 đô la. Họ hy vọng sẽ chào đón hơn 2.000 người hâm mộ tại các trận đấu trên sân nhà tại trung tâm Pierre Charbonneau ở phía đông của Montreal. Vừa rồi là những tin tức Canada đáng chú ý. Nối tiếp chương trình là những thông tin quốc tế. Mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau đây.